Các chị vào lại giúp em đi ạ. Mọi người vào lại giúp em nha. Dạ, hôm nay lag quá, mọi người vào lại giúp em đi nào. Chào chị Phạm Nguyệt Minh nhá, chào chị Nguyễn Thu ạ. Mọi người ơi, các chị vào lại giúp em nha. Chào chị Oanh Thúy ạ, chào chị Thu Hà nhá. Các chị vào lại giúp em nha các tình yêu nha. Mạng hôm nay lag quá. Lag quá em thoát ra vào lại ạ. Em thoát ra vào lại nhá, mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em nào. Mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em đi nào các chị nào. Các tình yêu vào lại chia sẻ giúp em nha. Rồi ok chị Thu Hằng ạ. Chị Trang Nguyễn, chị Hà Văn Trung nào. Mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em nhá. Chào chị Nụ Hồng nha. Nhận được hàng em gửi chưa ạ? Đây, cái góc vé đi bán đi cọc luôn. Nào, mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em nào các tình yêu nào. Các tình yêu vào lại chia sẻ lại giúp em nhá. Mạng hôm nay hơi kém. Các chị xem rõ chưa ạ? Mọi người vào lại xem có rõ hơn không thì comment cho em biết nha. Những ai vào lại xem rõ hơn thì comment cho em biết nào. Chị Giang Nguyễn này, thế chị có được quà không? Thì còn ngủ chưa? Mọi người chia sẻ thật nhiều lên 50 view em sẽ tặng quà nhá. Các chị chia sẻ thật nhiều lên 50 view em tặng quà nha. Chào chị Nguyễn Luyến Soan, chào chị Loan Anh nhá. Chị Giang Nguyễn ơi, đơn của chị em vẫn giữ nhá. Chị chọn gì thêm rồi để em gửi nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều em sẽ tặng quà nhá. Chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho các chị nhá. Chia sẻ lên 50 view đi ạ. Chào chị Mưa Đã Tạnh nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông cho mọi người nào. Em bán mã váy đầu tiên này các chị này. Mã váy đầu tiên hàng lụa rất là đẹp luôn nha. Hàng lụa cực đẹp luôn. Có hai màu là màu vàng và màu nâu. Màu vàng và màu nâu như em đang mặc này. Thổ cẩm nhá, họa tiết nhá. Họa tiết thổ cẩm rất là đẹp luôn này các chị này. Rất đẹp luôn ạ. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Cái mã váy này rất là xinh luôn nhá. Những ai chốt trên livestream hôm nay sẽ được ưu tiên ạ. Sẽ được ưu tiên với cái giá là 200k nhá. 200k váy này nhá các chị nhá, 200k nhá. Chị nào lấy đi comment nhá. Mã này các chị tầm khoảng từ 50 cân ạ. Từ 49 50 cân đến khoảng 55 56 cân nhá. Từ 49 50 cân đến 55 56 cân ạ. Rồi chào chị Nữ Mi, chào chị Cường Nga, chào chị Ngọc Thơm Oanh nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên 50 view để tặng quà nhá. Mã váy này các chị từ 48 49 cân đến khoảng 55 cân quay đầu nhá. Có size M nhá mọi người nhá, có size nhá. Hàng thiết kế có size này các chị này. Hàng thiết kế có size nhá. Bao đẹp luôn, chất lụa đẹp cực kỳ luôn ạ. Là chất lụa đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy thì comment nhá. Comment em có màu. Màu này là màu màu đỏ nâu này. Màu đỏ nâu nhá các nhá. Màu đỏ nâu này. Và màu vàng. Đấy. Họa tiết thổ cẩm và họa tiết hoa nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay comment này. Đây quá xinh luôn đúng không? Này 500. Các chị mua ở shop mã này phải 500. Mã này hôm nay em đang sale nhá. Em đang sale cho các chị chỉ với giá là 200k thôi. Siêu đẹp luôn ạ. Hàng này là hàng siêu cấp luôn này. Em chào chị Nỗi Lòng Xót Xa, chào chị Thân Đỗ ạ. Nào mọi người chia sẻ nhiệt tình lên các nhóm chợ cho em nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên các nhóm chợ cho em nhá. Cái mã này hôm nay em sale là 200k ấy mọi người nhá. Hàng lụa cao cấp ạ. Hàng lụa cao cấp rất là đẹp này các chị này. Đây mọi người mua shop phải 500k luôn, em đảm bảo luôn ạ. Nào ai lấy thì nhanh tay comment nhá. Có màu vàng và màu nâu nhá. Siêu đẹp luôn. Ai lấy thì comment để em qua mẫu nhá. Em biết cho con thì cọc áo đấy đi cho con. Bên dưới đây. Bên dưới bộ. Đơn của chị Lan Đinh hãy gửi đi rồi nhỉ. Đơn nào mà em gọi điện chốt đơn rồi là gửi đi hết nhá mọi người nhá.
Mã váy của Ly mặc vừa rồi quá đẹp luôn ấy, hàng siêu cấp luôn. Hàng đấy các bạn mua số khoảng 500, 600 luôn. Đẹp, chất mỹ mã luôn. Đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn. Ấy thì chúng ta ai chắc phải gọi có một bạn khu mình tặng cho mợ cũng thế kém thật ạ. Chị nói là xa xứ bao nhiêu cân ạ? Bao nhiêu cân mà không vừa chị? Em khúc làm sao mà cắm đây? Đây nhá chị nhá, đây. Đây em chuyển qua mã này này. Siêu đẹp luôn này. Siêu đẹp siêu hot luôn nhá. Mã này các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu nhá. 55 cân quay đầu mặc vừa này. Mã này em có trắng này. Em chào chị Bằng Lăng ạ. Mã này có trắng nhá. Rất là nhiều màu luôn. Bao nhiêu tiền nhỉ? 50k. Sale 50k nhá mọi người nhá. Mã này em sale 50k dành cho các chị chia sẻ livestream 3 lần trở lên này. 50k dành cho các chị chia sẻ livestream 3 lần trở lên nhá. Mã này em có rất là nhiều luôn. 60k em. 60k thì chắc là vài đấy không vừa rồi. Nếu mà người gọn thì chị vừa, mẹ vừa. Nếu mà người phải thật gọn mới vừa. Đây nhá, mã như em đang mặc này, có màu tím than này các chị này, màu tím than nhá. Màu đen này. Màu đen nhá. Màu đỏ này các chị này. Màu đỏ nhá. Màu đỏ đây. Màu xanh rêu này. Màu trắng như em đang mặc này. Màu xanh coban này. Rất là nhiều màu luôn nhá. Cực kỳ là nhiều màu luôn. Chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Có cả vàng. Có cả vàng nữa này các chị này. 50k một áo nhá. 50k một áo chị nào lấy thì nhanh tay comment cho em nào. 50k nhá. Chất von lụa rất là đẹp luôn. Chất von lụa cực đẹp nhá. Vàng này, đỏ này, xanh coban này, trắng này, xanh rêu này các chị này. Đây, rất là đẹp luôn. Đen này, tím than này. Có ai chốt mã này thì nhanh tay comment nào. Màu kèm số điện thoại cho em. Chỉ với 50k áp dụng cho các chị chia sẻ livestream nhá. 50k áp dụng cho các chị chia sẻ livestream nào. Chị nào lấy nhanh tay comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Siêu rẻ luôn đúng không các chị? Từ 40 cân đến 55 cân mặc vừa. Váy vàng vừa. Váy vàng vừa nãy em còn nhá chị Bảo Hân ơi, vẫn còn cái đấy hàng cao cấp, hàng siêu cấp luôn. Em sale là 200, các chị mua ở shop khoảng tầm khoảng 500 nhá. Tầm khoảng 500 luôn, hàng cao cấp đẹp luôn, hàng thiết kế mà. Em ở Tuyên Quang nhá mọi người nhá. Nào áo này 50k nào. Áo này 50k, có chị nào lấy đi comment cho em màu kèm số điện thoại nào. Sale 50k dành cho các chị chia sẻ livestream này. Chất lụa rất là đẹp luôn, mã này nhá. Chất lụa rất là đẹp, các chị mặc với quần sóc, chân váy, quần bò đều ok hết. Quần sóc, chân váy, quần bò đều ok nhá, toàn màu đẹp thôi các chị ạ. Mã này toàn màu đẹp luôn này, đây. Có rất là nhiều màu luôn, toàn màu da đẹp thôi. Chị nào lấy đi nhanh tay comment này, mặc yếm này. Mặc yếm đẹp này. 50k này các chị này, 50k thôi nhá. Nào có ai chốt mã này nhanh tay comment nào. Màu kèm số điện thoại cho em nhá. Màu trắng, màu xanh rêu, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu gì em cũng có luôn. Xanh coban nữa này. 50k thôi này. Có ai chốt mã này không nào? Sơ mi có nhá chị Hà. Chị Hà Đanh Đá ơi, có sơ mi nhá. Đây mã yếm này quá đẹp luôn này. Sale 50k nào mọi người nhanh tay nhá. Đây cho cơ rất là điệu luôn này. Có chóc cơ cực điệu luôn nhá. Mỗi màu em chỉ còn một chiếc thôi ạ.
Có chị nào nhanh tay nào? Chị nào nhanh tay thì được nhá, sơ mi em có nhá. Em sẽ like từng mẫu một cho mọi người xem. Em đây chị Thủy Tây ơi. Đây nha, có chị nào chốt mã này không nào? 50k quá xinh luôn. Em ở Tuyên Quang nhé mọi người nhá. Rồi ok, tí nữa em like áo sơ mi cho mọi người xem. Nào 50k mã yếm này nào các chị nào, 50k mã yếm này. Màu trắng, màu đen này, màu tím than, màu vàng, màu đỏ, xanh rêu, xanh coban nhá. Đủ màu nhá. Em có như này chị Nguyễn Yến này. Nào không ai chốt mã này thì để em qua mẫu ạ. Mạng lag thế em. Mạng hôm nay hơi bị lag ấy mọi người, mạng hôm nay hơi bị lag, có vẻ là hơi bị lag ạ. Mọi người ai xem lag thì thoát ra vào trang cá nhân nhá. Thoát ra vào trang cá nhân xem lại cho em. Nào mọi người xem lát thì thoát ra vào trang cá nhân xem lại cho em nào. Xem ok mà. Xem được rồi. Mọi người chia sẻ lên cho em nào. Mọi người chia sẻ lên cho em nhá. Mã này vẫn sale là 50k nhá. Vẫn sale là 50k. Em xin chào chị Hồng Diệu Võ này. Vẫn sale là 50k nhá. Ai lấy thì comment này. Ai lấy thì comment cho em nhá. Màu kèm số điện thoại cho em. Mạng chắn quá không em xem được. Em à, mạng hôm nay hơi kém nhá. Nếu mà ai không xem được thì thoát ra vào trang cá nhân xem lại cho em. Em rõ này mà nhỉ? Rõ nét mà, giờ xem nét. Chào chị Kim Thoa Đặng này. Nào, mọi người cho màn hình sáng lên nhá. Mọi người cho màn hình sáng lên. Có ai chốt mã này thì comment cho em nhá. Chỉ 50k thôi. Siêu sốc luôn nhá mọi người nhá. Siêu sốc luôn này. 50k này. Ai lấy đi comment cho em để em qua mẫu khác nè. Quá rẻ luôn đúng không các chị? Một chiếc mạ yếm quá rẻ luôn, rất là đẹp luôn mà lại rẻ nhá. Các chị mua chỗ khác tầm khoảng 120 trở lên. Tầm khoảng 120 trở lên luôn, em đảm bảo luôn ạ. Nhà em đang sale rất là sốc, mọi người nhanh tay mua đi ạ. Mọi người nhanh tay mua nhá. Sale sốc luôn. Chuyển sang 4G rồi mà đâu có phải dùng mạng đâu, nhưng mà 4G thì cũng lag lắm, không bảo có răng đâu. Dạ ngồi đây mẹ thấy lạnh quá gió ạ. Thế gì ạ? Mờ quá dân mà mờ quá. Đấy, Xuân ngay đây không xem được. Quanh đây lại không xem được đâu. Quanh quanh mình đây mọi người bảo ai vào xem bạn nhà mình cũng không xem được. Thế đây nhỉ? Nào các chị ơi, xem đã đỡ hơn chưa nào? Mọi người ơi, xem có đỡ hơn chưa? Em khỏe rồi chị Hải Linh ơi, em chia sẻ rồi ạ. Rồi ok ạ. Mọi người xem lại xem là video đỡ mờ chưa nào? Mọi người xem lại giúp em nào. Rồi ok rồi ạ. Ok rồi mọi người. Đây nha, tiếp mã sơ mi này các chị này. Tiếp mã sơ mi nhá, hàng tốt shop đẹp cực kỳ luôn. Mã này màu trắng nên là nhìn nó hơi bị chói ấy. Mã này em sale là 110k này các chị này. 110k nha. Mã này mọi người tầm khoảng 55 cân quay đầu nhá.
Rồi ok rồi, rồi ok nét rồi đúng không các chị? Tầm khoảng không đến 55 cân đâu các chị, tầm khoảng 53 cân thôi. 53 cân quay đầu mặc vừa này các chị này. Người nào chị nào gọn thì 55 cân nhá các chị nhá. Mã sơ mi này là 200, sale còn 110k. 200 sale còn 110k, hàng top shop đẹp nhá mọi người nhá. Hàng siêu đẹp luôn này các chị này. Sale là 110k, chị nào lấy thì comment sơ mi trắng cho em. Sơ mi trắng kèm số điện thoại cho em này các chị này. Sơ mi trắng kèm số điện thoại nhá. 110k ai lấy thì comment này. Sơ mi trắng kèm số điện thoại cho em nào. Có ai chốt mã này không nè? Có ai chốt mã này thì comment nhá. Sơ mi trắng kèm số điện thoại cho em nào các chị này. Quá xinh luôn đúng không? Mã này rất là xinh nhá. Nào, ai đấy thì comment à? Nhanh tay nào mọi người nào. Em chỉ còn duy nhất một chiếc nhá, sale là 110 nhá mọi người nhá. Mã này cực đẹp luôn này. Sơ mi trắng kiểu khác không em? Chị ơi, tại vì là mùa này ấy, mùa này nó chưa, nó thời tiết còn nóng ấy, với lại là mọi người cũng chưa đi làm nhiều nên là mùa này em không chuyên sơ mi mấy. Sơ mi còn một ít thì em sale thôi, mùa này em không chuyên sơ mi mấy. Nếu mà các chị muốn mua sơ mi thì tầm khoảng sang tuần nhá, tuần sau ạ. Chị Anh Thúy Bắc không có quần tây cho chị Hải Em. Chị Anh Thúy ấy, hôm qua chị hỏi quần tây ấy. Hôm qua em gọi điện lại cho chị rồi mà. Nó chỉ có mẫu kẻ với cái mẫu mà chị gửi ảnh cho em đấy. Mẫu kẻ với một cái mẫu trắng đen đấy chị. Đây nha mọi người nha. Đây nha, chuyển qua cái mã áo này này các chị này. Mã phông zip này. Mã phông zip siêu đẹp nhá mọi người nhá. 120 sale xuống còn 65k nhá. 120 sale xuống còn 65k. Chị nào lấy thì comment cam cho em. Cái mã này các chị tầm khoảng 57 cân quay đầu mặc vừa nhá. Từ 40 cân 57 đính đá rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment cam kèm số điện thoại cho em. Sơ mi thì em chỉ còn một số kiểu thôi, em sale nốt thôi. Em bán cả áo kiểu nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cam kèm số điện thoại cho em nhá. Chỉ với giá là 65k này. Sáu mươi lăm k nhé mọi người nha, 65k. Đây bỏ lỡ thêu hoa này.
hoa này các chị này. Rồi ok chị Oanh Thúy. Để em kiểm tra xem còn sai không. Đây ạ, bò lỡ thêu hoa nhá chị nhá. Bò lỡ thêu hoa này. Đây mã này nhá nhá, siêu đẹp luôn ạ. Siêu đẹp luôn nhá. Chỉ với giá là 160k. Mai em gửi cho chị nhá chị Oanh Thúy nhá, để em kiểm tra xem còn sai sai của chị thì mai em gửi cho chị luôn nhá. Đây, mã này là 160k này các chị này. 160k nhá, hàng zin Việt nhá. Hàng zin Việt bao đẹp luôn này. Hàng zin Việt bao đẹp nhá các tình yêu nhá. Quá đẹp luôn, em đang sale là 160k nhá. Ai lấy thì comment cho em. Hàng công ty, hàng thương hiệu luôn rồi. Mọi người mua hàng zin Việt nhà em thì biết rồi. Mặc cái mã này nhá, không bao giờ bay dão này. Không mất dáng, không phai màu nhá. Không mất dáng, không phai màu, quá sướng luôn ạ. Quá sướng luôn nhá. Cái mã này giá công ty bán là 269k này. Em sale còn 160 nhá, mọi người nhanh tay nhá. Nhanh tay chốt này, đủ size dành cho các chị từ 40 cân trở lên đến khoảng 60 cân nhá. Từ 40 cân này 60 cân đủ size này mọi người này. Chị nào lấy thì nhanh tay comment nào. Nhanh tay comment chiều cao cân nặng để em tư vấn size nhá. Còn size gửi sớm cho chị nhá, chị trông lắm luôn rồi, ok. Để mai em gửi sớm luôn cho chị ạ. Đây nhá, có chị nào lấy mã này thì comment cho em. Comment cho em biết nha mọi người nha. Đây mã áo như em đang mặc này các chị này. Mã áo như em đang mặc nha. Đây, quá xinh luôn nhá. Mã áo này là 65k này. Chị nào lấy thì comment cam cho em. Cam kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. Cam kèm số điện thoại này. Quá xinh luôn đúng không? Cam nhá. Áo em mặc còn duy nhất một màu thôi chị Hậu ơi, còn duy nhất một màu này. Cam kèm số điện thoại cho em. 65k thôi các chị ạ. Đây. Em ơi có Shopee không? Xem kiểu quần quần áo thế. Áo bướm em cầm có màu vàng không? Áo bướm em cầm chỉ có rêu thôi chị ạ, hết vàng rồi. Quần thêu hoa em chỉ có mã đấy thôi nhá. Lâu rồi chị mua lần trước rồi. Lần này hỏi à, chị em có đơn khó quên. Đây nha, mã áo bướm thêu hoa này các chị này. Siêu đẹp luôn nhá. Mã này các chị tầm khoảng 5-6 cân quay đầu nhá. 5-6 cân quay đầu này. Sale là 65k. Chị nào lấy comment gieo kèm số điện thoại cho em nhá. Gieo kèm số điện thoại cho em từ 40 cân đến khoảng 5-6 cân này. Toàn bộ đính đá chất phông zip đẹp nhá mọi người nhá. Chất phông zip siêu đẹp. Chị nào lấy thì comment gieo cho em. Gieo kèm số điện thoại cho em nhá. Chân váy em mặc bao nhiêu? Chân váy em mặc là 140k. 140k nhá chị nhá. Quá đẹp luôn. Chị Bích Bộp ơi, em gọi cho chị không được ạ. Chị nào lấy áo em mặc không nào? Rồi ok, chốt cam này cho chị Nguyễn Thu này. Chốt cam cho chị Thu nhá, chị Thu có đơn rồi. Rồi ok, áo bướm thì em còn duy nhất một chiếc này thôi ạ. Còn duy nhất một chiếc nhá, chị nào lấy comment gieo cho em nhá. Đây chất có giãn dễ chịu thoải mái cực kỳ luôn.
Hoa này, còn hoa này các chị này, hoa là comment cam nhá. Hoa thì comment cam cho em. À, chị Phương Linh ở cái chân váy bỏ đính nha, kim sai sao ấy. Quên mất. Đây ạ, hoa đây này các chị này. Ai lấy đi comment hoa nhá, sale chỉ 65k thôi. 65k một áo nha, rêu hoặc là cam. Rêu hoặc là cam cho em nhá, toàn bộ chất phông zip 130k. 130k này, sale chỉ có 65k, chất bao đẹp luôn. Đây, chất co giãn bao đẹp luôn. Đính đá sáng lóng lánh luôn nhá mọi người nhá. Các chị mua chỗ khác toàn 130-140 trở lên thôi. Duy nhất nhà em mới có cái giá siêu sốc như thế này, mọi người nhanh tay đi. Chân váy có size SM, chị Bích Bộp ơi, có size SM nhá. Chị nào chốt cam thì comment cam nha. Chị nào chốt rêu như em đang mặc thì comment rêu này. Quá xịn đẹp luôn. Chân váy chả biết chân váy gì. À, không còn, không còn. Chân váy đính ngọc ơi. Quần tây thì em chỉ còn hai cái kiểu đấy thôi chị ạ. À. Còn những mã em hết size, đại là hết size to ấy, toàn là size S thôi. Còn nhiều kiểu nhưng mà toàn là size bé, hết size cỡ chị rồi. Chắc thì chỉ còn tầm khoảng hai cái kiểu đấy là còn size, tại vì mã đấy vừa mới về. Có chị nào chốt rêu như em đang mặc không nè? Quá đẹp luôn mà giá lại cực kỳ là sốc luôn. Chị nhờ anh Thúy này chị bay một lần. Năm mấy cân? Đây nhá, tiếp một mã áo ren này các chị này. Tiếp một mã áo ren như em đang mặc này, quá sang chảnh luôn nhá. Mã này quá sang chảnh luôn. Đây rất là đẹp này các chị này. Màu như em đang mặc là màu be nhá. Màu be nhá. Em có màu be, màu đen với lại màu trắng ạ. Mã này có màu be, màu đen với màu trắng này các chị này. Mã áo màu này là màu da hoặc là comment là màu be. Màu be cũng được, gọi là màu be, màu da đều được hết. Mã này là sale là 100k nhá mọi người nhá. 90k dành cho các chị chia sẻ like ngày hôm nay. 90k dành cho các chị chia sẻ like ngày hôm nay nhá. Màu trắng, màu be với lại là màu đen. Màu trắng, màu be với màu đen này. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Màu trắng, màu be với màu đen ạ. Áo này là 90k dành cho các chị tầm khoảng 54 cân quay đầu nhá. 54 cân quay đầu, chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại cho em. Đi đâu ạ? Đi trên đá bóng luôn. Đi trên đá bóng à? Cùng với đi. Đi đánh bóng. Đánh bóng. À, là... Nào, có chị nào lấy máy mã này không ạ? Nãy giờ không xem được có. Chân váy size S 40 cân vừa, chị Bích Bộp ơi, 40 cân vừa nhá. Đây bạn hôm nay chán ghê. Có chị nào chốt cái mã áo như em đang mặc này không ạ?
Đây này, quá đẹp này các chị này. Quá đẹp luôn nhá. Chị nào chốt thì nhanh tay nhá, mà em chỉ còn vài chiếc thôi. Em chỉ còn vài chiếc thôi nè. Rất là đẹp đúng không? Mà giá lại siêu sốc, chỉ với giá 90k cho các chị chia sẻ like ngày hôm nay thôi nhá. 90k nhá. Con đã ngồi xem TV, chị không ăn một cái. Đông đo lấp đứng đó em đi mà. Đông đo lấp đứng em đi mà. Nếu mà khô, nếu mà các chị ơi em xin phép nghỉ nhá. Chị Hà đánh đá bao nhiêu cân ạ? Các chị người gọn thì 55 cân vẫn vừa mà. Đây này, người gọn 55 cân vẫn vừa. Em mặc rộng thoải mái. Chị nào gọn kể cả 55 cân vẫn vừa luôn. Đấy, con nhớ không sai mà. Em xin em nghỉ nhé mọi người nhá, ngày mai em sẽ like tiếp. Đây là áo chị ơi, đây là áo này, áo rời nhá, áo rời mặc với chân váy, các chị có thể mua cả set luôn. Mua cả set siêu xinh luôn. Rồi ok, chị Bích Bộp lấy chân váy em. Mẹ ơi, mẹ tập con này. Tối không một kẹo, tối làm gì có ai mở cửa đâu mà mua. Nào, có chị nào chốt váy này nữa không nào, chốt áo này nữa không ạ? Quá đẹp luôn nhá. Đây nha, em có cái mạ áo chống nắng hay là cái gì nào? Mà áo chống nắng lanh hai lớp nha. Lanh hai lớp này, mã này em vừa mới về luôn, đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Lanh hai lớp nhá. Đây, hai lớp một khẩu trang. Bị anh luôn ra không? Gửi cho chị một lô quần chip nhé. Chị lấy loại nào để em gửi? Đây nha các chị nhá. Lanh hai lớp rất là đẹp luôn này. Có rất là nhiều màu hoa luôn. Áo này là 170 nhá. Các chị đồng khoảng từ 60 cân quay đầu thoải mái vừa luôn. 170k nhá mọi người nhá. Lanh hai lớp, hàng đẹp nhá. Hàng đẹp, hàng cao cấp này. Có túi này. Có túi nhá mọi người nhá. Có khẩu trang nhá. Hàng Uniqlo này. Rất là đẹp luôn. 170 một áo nhá. Có chị nào có muốn mua áo lanh này không? Áo chống nắng này để em like này. Quá đẹp luôn này. Mềm cực kỳ. Cùng xuống. Chân váy áo. Áo là 90k, chân váy là 140 nhá chị nhá. Áo là 90k, chân váy là 140. Loại thông hơi bao nhiêu của chị một lố? 190 chị ơi. Loại đúc xông hơi là 190k nhá. 190 hàng đẹp luôn. Hàng ven 190 cũng đẹp. Hàng ven 190 cũng đẹp. Em gửi cho chị lố xông hơi, thông hơi nhá. Hôm nay mạng lag buồn quá các chị ạ. Vừa chị Phạm Nguyệt Minh ơi, áo này 53 cân vừa nhá. Chị tình yêu pha lê đúng không? Em có màu rêu này, à, em có màu đen này, màu be này. Rồi ok, gửi cho chị, mai em gửi cho chị nhá, chị Thu nhá. Đây có màu đen này, màu đen, màu be, màu trắng. Màu đen, màu be, màu trắng hết nhá. 90k hôm nay các chị thì em sale lỗ vốn luôn. Mọi người chia sẻ livestream em sale lỗ vốn luôn này. 90k màu đen, màu be, màu trắng.
Màu đen, màu be, màu trắng ạ. À. Chị nào lấy màu nào comment màu cho em. Màu kèm số điện thoại cho em. 53 cân vừa chị ơi, 53 cân vừa nhá. Có chị nào lấy áo ven này không ạ? À rồi ok. Chị Phạm Ngọc Lan lấy màu đen này. Rồi chốt cho chị Phạm Ngọc Lan màu đen. Không. Nhật Linh màu be. Phạm Nhật Minh là chị tình yêu ballet sao? Trắng đá lấy áo ren màu be được không? Được chị ơi. Được nhé chị Hà đánh đá nhé. Nào có chị nào lấy áo ren này thì comment cho em nhé. 90k thôi nè. Quá đẹp luôn. Chốt cho chị Phạm Nguyệt Minh rồi nhỉ. Rồi này. Áo em mặc 54 cân. 54 cân người gọn mặc được. Chị Tình Nguyễn ơi, 54 cân mặc được người gọn nhá. Áo ven em vẫn còn màu be màu trắng ạ. Còn be và trắng này các chị này. Màu trắng mặc cũng rất xinh luôn. Đây em mặc trắng cho mọi người xem. Rồi chốt cho chị Hà đánh đá màu be. Đây nha mọi người nha, trắng mặc lên cũng xinh lung linh luôn. Luôn này cái gì này. Đây, trắng mặc lên cũng cực xinh luôn. Chỉ 90k thôi nhá mọi người nhá, 90k thôi. Giá quá sốc luôn ấy.
Nào có chị nào lấy trắng comment trắng cho em nào. Đây ạ, có chị nào chốt trắng thì comment trắng cho em nhá. Cũng chỉ 90k thôi. Mã trắng này thì mọi người tổng khoảng 50 cân quay đầu thôi nhá. Mã trắng này bé hơn này, 50 cân quay đầu này. Chị nào lấy trắng thì comment trắng cho em nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em. Quá đẹp luôn đúng không? Lên phép quá đẹp luôn các chị này. Rồi không ngon đâu. Đi ra ngay. Mã này là 90k. Chốt đen B cho chị Đỗ Thanh Hải này. Chị Cẩm Hằng Lê ơi, mã này set này mặc lên yêu và xinh lắm. Đây set này mặc lên cực kỳ yêu luôn này các chị này. Cực kỳ yêu luôn nhá. Em chỉ còn trắng thôi, em mã này em chỉ còn trắng thôi. Nào có chị nào lấy trắng comment trắng nhá, em chỉ còn duy nhất 2 chiếc trắng này. Mã trắng này thì bé hơn. Mã trắng này các chị được khoảng 50 cân quay đầu nhá. 50 cân quay đầu à, em còn 2 chiếc trắng này. Chị nào lấy comment nốt nhá. Comment nốt trắng cho em ạ. Không có size to chị ạ. Mã này em hết size to rồi. Cái mã này có màu be size to hơn nhưng mà hết be rồi ạ. Chỉ còn trắng. Đây rồi. Đưa bút đây chị. Bút. Li bao là bút bê. Đi li lại bán mà. Đi li lại lấy lại bán lại nữa à. Chị Bi Trang đây, hôm nay con tranh điện thoại phải mượn cả chồng để xem like. À em đang không nhận ra là ai. Đa không nhận ra là ai. Đây những cái mã này các chị mặc với chân váy rất là hợp luôn ạ. Đây nha các chị nha, chuyển qua cái mã ren này nhá. Mã ren crop top này. Mã gen crop top nha mọi người nhá. Mã gen này cũng chỉ 90k này. Mã này cũng chỉ 90k các chị, 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 90k các chị, 53 cân quay đầu mặc đẹp này. Chị nào lấy thì comment gen B cho em nhá. Mã này em còn một chiếc nhá. Duy nhất một chiếc ạ. Còn duy nhất một chiếc này rất là dễ phối đồ. Mọi người mặc với quần short hoặc là chân váy đều đẹp nhá mọi người nhá. Cái này các chị mặc với chân váy quần short đều đẹp ạ. 90k chị nào lấy thì comment gen B này. Gen B kèm số điện thoại cho em. Còn duy nhất một chiếc em sale nốt.
Một set bao nhiêu hả em? Một set áo là 90k, chân váy là 140 nhá. Áo là 90k, chân váy là 140 ạ. Chị Dạ Lan Hương lấy 90k, B thì cho em xin số điện thoại. Chị Dạ Lan Hương lấy đi cho em xin số điện thoại nhá. Áo là 90k, chân váy là 140, cả set là 230. Thoải mái luôn. Đây nhá, cả set là 230 nhá. Dạ Lan Hương. Chị lấy luôn cả set đi chị Hương. Cả set đẹp mà. Không chín tám sáu này. Năm sáu một này. Bảy hai năm. Rồi ok, em chốt áo chị Hương. Đây nha, em còn một áo bên vai màu cam này, sale 60k nhé mọi người nhá. Ai lấy thì comment hoa cam cho em. 60k, các chị tổng khoảng 54 cân quay đầu nè, 54 cân quay đầu nhá. Ai lấy thì comment hoa cam cho em. Chất lụa mềm ạ, chất lụa rất là mềm luôn. 60k hoa cam này nhá, ai lấy thì comment cho em này. Hoa cam kèm số điện thoại cho em ạ. Hoa cam kèm số điện thoại nhé mọi người nhá. Hoa cam kèm số điện thoại sale 60k này. Chị nào lấy đi comment cho em nhé. Có chị nào chốt hoa cam này không nào? Chị nào chốt hoa cam này, lụa đẹp luôn, rất là mềm luôn ạ. Em còn sót duy nhất một chiếc ạ. Còn sót duy nhất một chiếc nhé. Phong đá không? Phong đá em có ạ. Phong đá em có nha. Để chị đi rồi ok. Cho chị Đinh Mạnh Hoàng này. Em chốt áo hoa cho chị Đinh Mạnh Hoàng rồi nhá.
Chị luyến soạn ơi, em hết áo hoa rồi nhá. Đây là chị nào hỏi áo đá này. Áo đá hàng cao cấp nha chị nha. Áo đá hàng cao cấp này. Đây, hàng cao cấp luôn. Em còn một vài chiếc tôi sale là 70k một áo nhá. 70k một áo hàng cao cấp này. Nào, chị nào lấy thì comment đá trắng cho em nhá. Comment đá trắng cho em hàng cao cấp sale 70k này. Em còn vài chiếc sale nốt ạ. Còn vài chiếc sale nốt nhá. Đứng lên mấy anh. Đi ra ghế ngồi. Đây nha, comment đá trắng kèm số điện thoại cho em. Có size ML nha chị Lan Hương nhá. Có size ML, size M thì các chị tầm khoảng 51 cân quay đầu. Size L các chị 55, 56 cân quay đầu. 55 cân đúng, 55 cân quay đầu. Có size ML đấy ạ. Có size hàng cao cấp mà hàng đẹp mà các chị. Các chị mua chỗ khác đi, ở shop thì nó phải bán 200k. Áo này đẹp lắm, áo này đẹp lắm đấy chị Thanh Hoàng này. Đây. Chị Hương ơi, không có S đâu, nếu mà người chị bé ấy, chị mặc size M đi. Size M tầm khoảng dưới 50 cân. Không có S chị ạ. Em chốt M chị nhá, M nó cũng bé mà. Tại vì nếu mà người bé ấy, thì mình mặc thoải mái một tí cũng được, nếu mà mặc chật thì nó cũng không đẹp ý. Rồi ok, chốt M cho chị Hương. Cái này quá đẹp luôn, em đảm bảo các chị. Đây chị Hừa, chị Thanh Hoàng mua nhà em rồi đây này. Cái lần này về còn đẹp hơn cơ chị Hoàng ạ. Trắng lờ cho chị Đỗ Hải này. Rồi ok, chị Đỗ Thanh Hải. Có chị nào chốt mã này được không ạ? Cần. Mẹ bác mà. Để không khiến. Ngày mai. Ô chị ơi, chị chưa gửi cho em à? Chị ơi, thế thì không được rồi. Thế thì em không đổi đâu nhá, tại vì là nếu mà chị gửi luôn từ hôm đấy thì em mới nhận. Đấy, tại vì là hàng sale ấy. Bây giờ em toàn sale 50k hết đây này chị này, toàn sale rẻ thôi. Tại vì là nếu mà chị phải gửi luôn cho em cơ, bây giờ hết mùa rồi, em sale rồi. Chị thông cảm giúp em nhá. Hoặc là chị gửi ra cho em thì em bán sale được bao nhiêu thì em trừ đi cho chị. Tại vì bây giờ em đang sale là em chuẩn bị chuyển qua mông tơ ghi với len rồi. Em tưởng chị gửi ra rồi, bây giờ là em không nhận đâu nhá. Hoặc là chị gửi ra em bán sale được bao nhiêu thì em trừ đi cho chị. Tại vì bây giờ hàng nhà em cũng toàn sale thôi. Đẹp như thế mà em cũng toàn sale lỗ vốn hết đấy. Chị thông cảm giúp em nhé chị nhá. Đây nha chị nha, mã này sale 50k này. Mã này sale 50k nhé mọi người nhá. Sale 50k các chị 51 cân quay đầu nhá. 51 cân quay đầu sale 50k. Chị nào lấy thì comment trắng cho em này. Chị Thanh Hoàng ơi, thông cảm giúp em nhá. Đây nha mọi người nha, mã này em sale 50k. Chị nào lấy thì comment trắng cho em này. Comment trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Đấy. Tại vì bây giờ cuối mùa rồi nên là các chị
các chị chú ý nhá, tại vì là em không đổi nữa đâu, bây giờ cuối mùa rồi em không đổi nữa ấy. Mẫu nào các chị chắc chắn lấy các chị chốt nhá mọi người nhá. Mã này em đang sale toàn bộ hàng, em đang sale cực rẻ luôn ạ. Cực rẻ luôn này, mã này 50k không zip đẹp luôn. Áo đá trắng trước chỉ có màu trắng thôi chị Trang ạ. Mã đấy chỉ có màu trắng thôi, màu trắng cũng rất là đẹp. Hàng đấy hàng đẹp mà chị Trang, còn mã này nó có duy nhất màu trắng ạ, không có màu khác. Nào có chị nào lấy trắng này thì comment trắng cho em nhá, chỉ giá 50k thôi. 51 cân quay đầu này chị này, 51 cân quay đầu nhá. Vâng rồi, ok, ok, cảm ơn em, cảm ơn chị Hờ, chị Thanh Hoàng nhá. Tại vì nếu mà chị gửi cho em luôn ý thì được, nhưng mà bây giờ nó cuối vụ rồi nên là chị thông cảm giúp em. Nếu mà ấy thì chị gửi em mà sale được bao nhiêu thì em trừ đi cho chị, tại vì cuối vụ rồi ấy, hàng em toàn bộ cũng sale hết chị ạ. Thông cảm cho em nhé, tình yêu nhá. Đây nha mọi người nha, đây nhá. Chị nào lấy áo như em đang mặc thì comment ra trắng nhá, em sale chỉ 50k thôi. Đây các mã này em bây giờ đã theo hết. Đây nha mọi người nha, các mã này em bây giờ em sale hết rồi nên là các chị thông cảm nè. Mã này sale 60k này các chị này. Mã này sale 60k nha các chị nha. Váy suông này mọi người này. Chất cột tông mã luôn. Không lấy kéo, không cần kéo. Đây thì chất cốt tông cực kỳ mát luôn. Mã này các chị 57 cân, 56, 57 cân quay đầu. 60 cân mà cũng được nhưng mà nó không đẹp. 56, 57 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Ai đấy thì comment ghi cho em sale là 60k nhá. Comment là váy ghi cho em. 60 cân nhỉ, rộng á. Rộng thoải mái luôn. Comment váy ghi cho em nhá, 60k đây các chị này. Chất phông mát cực kỳ luôn. Chất mát đẹp nhá, sale rẻ. Sale rẻ bèo luôn ạ. Đây, chị nào lấy cái comment cho em này. Comment là váy ghi cho em nhá. Có ai chốt mã này không để em qua mẫu nhá. Số điện thoại em có ghi ở trên trang cá nhân đấy. Có gì chị có thể liên hệ với em nhá. Thank you.
vật số 1. Vật số 1 thôi. Đây nha các chị nha. Đây nha, em chuyển qua một mã áo phông cổ tim này. Mã áo phông cổ tim chất tip. Vật số 1 ơi, chị nói nghe. Áo phông cổ tim chất tip nhá. Sale là 60k này. Có chị nào lấy thì comment hồng cho em này. Comment hồng kèm số điện thoại cho em nhá. Mã này các chị 56, 57 cân vẫn vừa thoải mái luôn. 56, 57 cân vừa thoải mái nhá. Chị nào lấy comment hồng cho em. Đây, rất là đẹp luôn này. 60k luôn nhá mọi người nhá. Chất zip đẹp. Chị nào lấy comment hồng. Áo này 60 chị Nhâm Dao ơi. Cái váy đen trắng ở dưới mấy? Mấy vậy em? Váy đen trắng vào đâu? Váy đen trắng nào chị Minh Hồng? Người mèo ơi đi đâu con làm người mèo đi mà. Tặng quà miễn phí là mọi người phải chia sẻ lên 50 view cho em cơ. Ơ mẹ em đừng gửi ra, đấy là zoom mà. Đấy cũng là zoom. Mọi người phải chia sẻ lên 50 view để em sẽ tặng quà miễn phí cho mọi người. Chị nào lấy hồng này thì comment cho em nhá. Em like nốt mã này thì em nghỉ nhá. Ai lấy gì thì sau like có thể xem lại like hoặc là inbox cho em nhá. Chúc các chị ngủ ngon ạ. Xin chào tất cả mọi người.